mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng duy nhất tại điện thoại hay .vn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cây công nghệ mình là Amika đây và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn một cái mẫu tin rất là hot đó chính là Honor vừa giới thiệu ra chiếc Honor X30 5G một chiếc máy tầm trung thôi tuy nhiên thì cái thiết kế của nó phải gọi là cực kỳ cực kỳ đẳng cấp các bạn à đó và mình rất bất ngờ với lại cái form thiết kế này tại sao nó lại có thể hiện diện trên một cái phân khúc tầm trung giá rẻ như thế thông tin chi tiết nó là như thế nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào luôn các bạn nhé chiếc Honor X30 5G này thì nó sẽ có cho chúng ta là một cái form thiết kế mà nó sẽ khiến cho chúng ta liên tưởng về cái dòng Honor Magic 3 cao cấp hơn cũng là một cái cụm module camera hình tròn to bản được đặt ở trung tâm mặt lưng như thế đó và thật sự rằng là trong nó rất là phô trương các bạn à đó, tuy nhiên thì về cái phần cụm camera này thì nó sẽ có hai camera trang trí và một camera chính có độ phân giải là 48 megapixel. À, còn hai camera trang trí còn lại thì sẽ là có chung độ phân giải 20 megapixel bao gồm là một mặt như đo chiều sâu cơ bản ở đây thì mình nghĩ rằng là cái việc mà nó loại bỏ đi camera góc rộng ấy là một điểm đáng tiếc là một điểm trừ trước đã xét ở trong cái phân khúc giá khoảng 5 triệu rưỡi của cái chiếc máy này tuy nhiên thì về cái trải nghiệm thực tế của mình đây là cái nhu cầu sử dụng cá nhân của mình nhé thì với một cái camera góc rộng gần như là mình không bao giờ mình dùng nó cả thật sự là như thế Tại vì kể cả là trên thế hệ iPhone 11 mình đã từng dùng trước đây rồi thì mình cũng rất rất ít khi là sử dụng nó Và thường thì cũng không biết là sử dụng nó trong cái trường hợp gì cả Tất nhiên chúng ta biết rằng là cái tính năng chính của camera góc trọng đó chính là có thể là chụp được nhiều Thu được nhiều chi tiết hơn trong cùng một cái khung ảnh như thế Nhưng mà mình thì mình thấy rằng là mình không thích Tại vì nó sẽ khiến cho những cái chủ thể bên trong bức ảnh đó bị biến dạng đó nên là thành ra là mình không thích và lợi dụng cái sự méo ảnh để giúp cho chúng ta cao hơn ấy thì thực chất mình cũng không bao giờ mình dùng cả mình luôn luôn là dùng camera chính tại vì camera chính nó cho ra cái chất lượng tốt nhất đó nên là thành ra là thường mình sẽ canh chỉnh các góc như thế nào đó chứ thay vì là phụ thuộc vào một cái cảm biến như thế và với một cái thiết bị tầm trung như thế này thì việc cắt giảm một cái camera góc trọng như thế thì mình thấy thôi thì cũng chấp nhận được nhưng mà nếu như thêm cái camera góc rộng để loại bỏ hai cái camera phụ kia thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều Đó, quay trở lại với cái chiếc máy này thì nói về cái phòng thiết kế thì nó quá là sang trọng đi thiết kế thật sự rất là cao cấp các bạn à với cái phần mặt lưng chất liệu thì cũng chỉ được làm từ nhựa thôi Đó, tuy nhiên thì khi mà chúng ta nhìn vào ấy, thì cái phần mặt lưng của nó được làm theo cái dạng nhám và nó cực kỳ tinh tế các bạn ạ, à, chứ nó sẽ không phải là màu sắc rực rỡ theo hướng là trẻ trung hoặc là giá rẻ như những hãng đến từ Realme hoặc là Xiaomi, đó mà nó cực kỳ cực kỳ tinh tế các bạn nhé. Con này thì nó sẽ có một cái phần màn hình mặt trước với kích thước lên tới là 6.8 inch luôn. À, tuy nhiên thì mình thấy rằng là cái kích thước tổng thể của con này nó cũng sẽ khá là nhỏ gọn, chứ nó sẽ không phải là quá to như là cái chiếc Nokia G50. Chắc chắn rồi, Nokia G50 nó bị đổi thêm cái phần viền bốn góc dày nữa nên là thành ra là trong nó cực kỳ to. Còn đối với lại con này nhá, viền của nó là viền siêu mỏng luôn độ dày của ba cạnh viền bao gồm là hai cạnh bên và một cạnh trên ấy nó chỉ khoảng là 1,5 mm rất là mỏng luôn các bạn xem trên này các bạn có thể thấy được đó và cái phần viền dưới của nó thì nằm ở cái mức là phân khúc cận cao cấp chứ không phải là tầm trung giá rẻ cho nên là tổng thể về mặt thiết kế thì cái form của nó nó sẽ nhỏ gọn hơn sau lại những cái chiếc máy có cùng kích thước màn hình là 680 inch nằm trong khu giá này tấm này của chiếc máy này sử dụng sẽ là IPS LCD thôi và tần số quét sẽ là 120Hz Tăng số chạm cảm ứng sẽ là 240Hz và độ phân giải sẽ là Full HD Thì nhìn chung về mặt thông số này nó rất ổn trong giá Mình xem trong cái phần video trải nghiệm sơ qua thì Họ có quay ngoài trời một đoạn thì mình thấy rằng là nó nhìn rất sáng các bạn à Và chưa kể là khi mà quay như thế thì cái viền của nó ấy, chúng ta thấy rõ luôn được cái độ mỏng của nó là cực kỳ tốt và nó sẽ được thiết kế theo cái dạng là màn hình đục lỗ các bạn nhé ở thời điểm hiện tại xếp với một cái thiết bị đã được ra mắt vào cái giai đoạn là cuối năm 2021 đầu năm 2020 đặc biệt là nằm trong tầm trung giá rẻ như thế này thì về cái khoản mà màn hình IPS LCD nó đã được cải thiện độ sáng hơn rất nhiều so với những cái sản phẩm trước đây rồi nên là mình nghĩ là hoàn toàn yên tâm thôi con này tệ gì nó cũng sẽ dao động tầm khoảng là 500 nick nên thành ra là như thế này nó rất là thoải mái để chúng ta có thể là sử dụng ngoài trời cho một cái thiết bị tầm trung giá rẻ như thế này ngoài ra chiếc máy này nó sẽ được trang bị một con chip là Snapdragon 695 g Đây là một con chip mà đối với mình mình thấy rằng là nó cho ra một mức hiệu năng rất rất ổn tầm giá khoảng là uh, 5 triệu rưỡi như thế này không có gì đòi hỏi hơn cả Đây là con chip đã được Qualcomm giới thiệu cách đây khoảng 2 tháng Để gọi là được xem như là phiên bản nâng cấp của Snapdragon 695G Tại gì thì nó cũng sẽ đỡ hơn sau này con chip uh, ở Snapdragon 480 5G chắc chắn rồi cái T nó đã nó lên tất cả rồi đó, và ở đây thì mình nghĩ là mức hiệu năng cực kỳ cực kỳ đáp ứng đủ ở trong khung chế này xét về mặt thiết kế cực kỳ cao cấp như thế đó còn về phần pin của chiếc máy này thì nó sẽ có cho chúng ta là một phiên pin với dung lượng là khoảng 4.800 mm hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên tới là 66W và theo như nhà sản xuất công bố thì chỉ mất khoảng 30 phút để sạc đại được 80% cho viên pin có dung lượng như thế này đó, thì cũng không có gì để chê cả, thông số thì cực kỳ ổn luôn Mức giá của nó sẽ dao động tầm khoảng là 5, ,5 triệu rưỡi cho option là 6GB RAM Bộ nhớ trong là 128GB Và con này thì nó đang chạy cho chúng ta là phiên bản Magic UI 5.0 Nên nó sẽ có thêm cái tính năng đó chính là cộng thêm 2GB RAM nữa Như vậy là tầm tiền này thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đã có được 8GB RAM rồi 6GB RAM cộng với 2GB RAM ảo Chiếc Honor X30 5G này nó sẽ có tới là 4 phiên bản màu sắc bao gồm là màu xanh này Uh, màu uh, nâu này màu trắng và màu đen đó thì những cái màu này được thiết kế rất là tinh tế và sang trọng luôn không có gì để chê cả về lo kép thì rất tiếc là con này nó không có đó, còn về cảm biến cái băng tay thì nó sẽ được đặt ở bên cạnh uh, phải các bạn ạ à. vì con này nó được trang bị tấm nền ips lcd mà và đó là những gì mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay cậu bạn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé xin chào và hẹn gặp lại